Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2021, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Báo cáo đã khẳng định nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công với kết quả khá toàn diện. Đồng bào cử tri cả nước, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trong 5 năm qua, Quốc hội triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh sau 35 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của cử tri cùng với sự kế thừa phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa 14 ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tư duy sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, thận trọng, quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực, lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại, thể hiện rõ vị trí vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 có sự đóng góp chung của các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành, trong đó có phần đóng góp quan trọng, tích cực và toàn diện của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trên các mặt lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và đối ngoại của đất nước. Ngày 20 tháng 5 năm 2016, cùng với cử tri cả nước, đông đảo cử tri tỉnh Hưng Yên đã hân hoan phấn khởi tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 20 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường Diên Hồng, Ba Đình, Hà Nội, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể. Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử. Theo nghị quyết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm 7 đại biểu do ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Ông Trần Văn Quý, Tỉnh ủy viên làm phó trưởng đoàn chuyên trách. Điểm đặc biệt của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên ở khóa 14 này là cả 7 đại biểu đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công là thành viên của các ủy ban của Quốc hội. Ngày 20 tháng 7 năm 2016 đã trở thành ngày chính thức khởi đầu nhiệm kỳ Quốc hội mới khóa 14. Đây cũng là thời điểm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và mỗi đại biểu Quốc hội khóa 14 bắt đầu thực hiện địa vị pháp lý, nghĩa vụ, quyền hạn của mình với cử tri cả nước. Phát huy truyền thống 75 năm Quốc hội Việt Nam, cùng với sự kế thừa kinh nghiệm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14 nói chung và mỗi đại biểu nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, tự đổi mới mình và có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước nói chung, cử tri và nhân dân Hưng Yên nói riêng, từng đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhà đã kế thừa và phát huy truyền thống, thành quả của các thế hệ đại biểu Quốc hội, các khóa để có sự đổi mới trong hoạt động. Có thể khẳng định là các hoạt động của đại biểu Quốc hội trong đoàn và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đều giữ vững cái nguyên tắc là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thượng tôn pháp luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng thể chế pháp luật, giám sát tối cao và tham gia quyết định những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh ta cũng như ý kiến của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta đều thể hiện sự tâm huyết gắn với thực tiễn, có chất lượng và mang tính xây dựng cao. Lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi thì cũng đã thường xuyên trao đổi thống nhất khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đoàn, đổi mới các cái phương thức hoạt động và cũng là tăng cường gắn với thực tiễn đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh ta. Có thể nói một cách khái quát là đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14
các đại biểu Quốc hội trong đoàn đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, cũng như là các cái quyền hạn được pháp luật quy định, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Xuyên suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, có thể thấy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tham gia tích cực, có chất lượng vào các hoạt động tại nghị trường của Quốc hội. Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề nóng đã được đại biểu Quê Nhãn nêu ra trong các kỳ họp, được chủ tọa kỳ họp và các đại biểu đánh giá cao. Sau khi nghiên cứu dự thảo luật, thì tôi thấy rằng các nội dung quy định tại các điều 23, 24, 25, 26, 27, 28 thì có nhiều nội dung chưa rõ ràng, thiếu tính logic. Một số quy định thì còn nhầm lẫn. Tôi lấy ví dụ như là quy hoạch vùng nêu tại điều 27, quy hoạch tỉnh quy định tại điều 28. Nội dung khoản 2, khoản 3 đều lẫn sang quy hoạch xây dựng vùng và viết theo luật xây dựng. Và na ná giống như nghị định số 44 năm 2015 của chính phủ. Mà trong khi đó thì luật quy hoạch dự thảo của chúng ta đã quy định là không còn những quy hoạch xây dựng trong hệ thống của chúng ta. Từ những quy định không hợp như thế này thì có thể dẫn đến phá vỡ tính khoa học và tính hệ thống của luật quy hoạch. Do vậy, tôi đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát và loại bỏ một số các quy định của quy hoạch ngành không còn phù hợp trong dự thảo luật để đảm bảo tinh thần cải cách và tính khả thi của luật khi được ban hành. Cần quy định chặt chẽ hơn để chống hiện tượng chuyển giá về chuyển giao công nghệ. Chuyển giá là vấn đề gây nhiều bức xúc trong thời gian qua và đã có nhiều đại biểu phát biểu. Quá trình góp vốn bằng công nghệ trong các dự án đầu tư, công ty mẹ thường chuyển về công ty con, kê khai giá trị công nghệ cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Công ty con chuyển giá trị đó về công ty mẹ dưới hình thức khấu hao, tạo ra hiện tượng lãi thật, lỗ giả nhằm trốn thuế. Khoản 3, điều 27 dự thảo luật chuyển giao công nghệ sửa đổi đã quy định một số trường hợp phải kiểm toán giá công nghệ. Tuy nhiên, cần quy định đơn vị đủ điều kiện kiểm toán về lĩnh vực này vì đây là lĩnh vực khó và dễ hợp lý hóa. Kính thưa Quốc hội, tôi xin được phát biểu về một nội dung liên quan tới mối nguy cơ và thiếu an toàn của môi trường hành nghề y tế trong thời gian gần đây. Cụ thể, tôi muốn nói tới vấn đề hành hung bạo lực trong các cơ sở hành nghề về y tế. Có thể nói đây là một vấn đề không mới. Trong các kỳ họp gần đây đã có nhiều đại biểu Quốc hội cả trong và ngoài ngành phản ánh trên diễn đàn của Quốc hội. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống. Qua thực tế công tác và qua tiếp xúc cử tri với cán bộ của ngành y tế, tôi thấy rằng đây vẫn là nỗi lo thường trực của cán bộ y tế đang hành nghề, là nỗi trăn trở của những người làm công tác quản lý ngành và là sự băn khoăn của rất nhiều người dân khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, là cho ý kiến vào 73 các dự án luật sửa đổi, bổ sung và các dự thảo luật mới, 96 nghị quyết, 10 pháp lệnh. Đoàn đã tổ chức 62 hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các sở ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân. Tổng hợp gần 1.400 ý kiến gửi các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các mục tiêu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Điểm đặc biệt trong hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14 này là tại các kỳ họp, đồng chí trưởng đoàn Đỗ Tiến Sĩ đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử làm tổ trưởng chủ trì các buổi thảo luận tổ, giúp Quốc hội phân tích, đánh giá và tổng hợp các vấn đề đại biểu bàn thảo để Quốc hội xem xét và quyết định. Song song với tích cực tham gia hoạt động lập hiến, lập pháp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta cũng thể hiện tốt chức năng giám sát tối cao tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Trong nhiệm kỳ, đã có 27 câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường và câu hỏi chất vấn bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn và đi đến tận cùng vấn đề. Nhiều ý kiến chất vấn nhận được sự đồng tình, hoan nghênh của cử tri, được Quốc hội, Chính phủ và các tư lệnh ngành tiếp thu. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, cử tri hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam thì đang đánh giá là có sự lãng phí trong việc đầu tư không đồng bộ dự án đường cao tốc nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Rẽ.
Vì hạng mục cầu Hưng Hà thì đã cơ bản xây dựng xong. Và đường nối hai bên đầu cầu thì vẫn đang thi hành dở dang. Do vậy xin gửi đến Bộ trưởng câu hỏi thứ nhất là Bộ trưởng có đồng tình với đánh giá của cử tri hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam hay không? Và nếu như có sự lãng phí thì giải pháp của Bộ trưởng thế nào để dự án này sớm được đầu tư, đưa khai thác, đưa sử dụng? Và cử tri cho rằng thì cái nguyên nhân chính là nguyên nhân chúng ta chậm phân đổ vốn cho hai dự án hai đầu cầu. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Đối với ý kiến của đại biểu Trần Văn Quý liên quan đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường nối cầu Hưng Hà, thì xin báo cáo là dự án của chúng ta là dự án trọng điểm mang tính chất đột phá liên vùng, 1-2 năm chưa hiệu quả, nhưng mà tính về lâu dài tổng thể đây là một cái dự án hết sức quan trọng cho khu vực phía Bắc nối thủ đô Hà Nội với cái cảng Hải Phòng. Thì tôi nghĩ rằng là về lâu dài dự án này là dự án hiệu quả rất là cao. Còn riêng cái đường nối cầu Hưng Hà, cầu Hưng Hà là nằm trên một đoạn của đường vành đai thành phố Hà Nội, và hiện nay các tỉnh là Hưng Yên rồi Hà Nam cũng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để chúng ta hình thành cái tuyến cao tốc đi qua cầu Hưng Hà. Và cũng xin báo cáo với đại biểu hội, chúng tôi đã trực tiếp làm việc với Hưng Yên và Hà Nam rồi, và hiện nay cái vốn mà để kết nối cái đoạn đường này đang nằm trong 10 cái dự án mà Bộ Giao thông Vận tải đã thông qua chính phủ, hiện nay đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau kỳ họp này, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết thì chúng ta sẽ có kinh phí để hoàn chỉnh cái đoạn đường nối cái cầu Hưng Hà này. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng câu hỏi. Hiện nay việc tổ chức thi xét nâng ngạch công chức viên chức chưa được rõ ràng minh bạch và còn tồn tại nhiều bất cập. Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học còn mang tính hình thức bởi, thứ nhất, nhiều cán bộ công chức viên chức vì muốn cho đủ thủ tục nên đã đăng ký các lớp học ngoại ngữ tin học với thời gian học thực học rất ngắn, nên chất lượng các chứng chỉ ngoại ngữ tin học không thực chất. Thứ hai, nhiều ngành nghề lĩnh vực chưa thực sự cần đến các chứng chỉ này nên sau khi thi học chứng chỉ thì không sử dụng đến. Vì vậy, mục đích có chứng chỉ chỉ nhằm đủ điều kiện để thi xét nâng ngạch và gây tốn kém cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Xin hỏi Bộ trưởng vấn đề này có hay không? Nếu có thì Bộ trưởng làm thế nào mới khắc phục được tính hình thức này? Có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học khi tiến hành thi xét nâng ngạch công chức viên chức hay không? Tôi thấy rất phiền hà về cái việc dân bằng chứng chỉ không phải riêng về thi nâng ngạch hoặc là xét thăng hạng viên chức đâu các anh chị. Đó cái quy trình bổ nhiệm của mình không, bây giờ các anh chị 7 cái bằng cấp tiêu chuẩn điều kiện, tôi thấy nó nhiều quá. Mà cái này không phải Bộ Nội vụ tự đặt, từ năm 2004 là quyết định của bộ trưởng chủ nhiệm trưởng ban tổ chức phụ đã 93 đã có rồi. Nhưng mà báo cáo chí từ năm 93 đến bây giờ thì tôi nghĩ là nó là 20 mấy năm rồi, là phải sửa chứ. Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm này. Một cái quyết định mà để 20 năm không sửa, để cho thủ tục rườm rà, và chúng tôi cam kết tại với Quốc hội là năm 2010 sau khi luật cán bộ công chức sửa đổi chúng tôi sẽ sửa ngay quy định này. Và chúng tôi sẽ thực hiện cái quy trình bổ nhiệm, thăng hạng, xét nâng ngạch công chức là theo đúng quy định của Đảng, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào nữa. Nhiệm kỳ qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp tham gia 11 cuộc giám sát với Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức. Nội dung giám sát của đoàn đã có nhiều đổi mới, đạt được mục tiêu giám sát là kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý điều hành. Đoàn đã thông báo 75 kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị chịu giám sát, trong đó 46 kiến nghị đối với các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét giải quyết. 29 kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Nhiều nội dung giám sát như ô nhiễm môi trường làng nghề, khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt, nâng cấp, sửa chữa, làm mới đường giao thông, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, được dư luận xã hội đánh giá cao. Trong những năm qua, đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hưng Yên đã làm tốt vai trò trách nhiệm mình xuống tiếp xúc với cử tri của phường, xã là rất là nhiều lần, và đem lại những cái ý kiến của cử tri của phường chúng tôi đến với Quốc hội và đem lại cái niềm tin
của nhân dân đã thực hiện tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình. Tôi thấy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã chất vấn các bộ ban ngành về tâm tư nguyện vọng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, được các bộ ban ngành trả lời, từ đó tạo niềm tin cho cử tri chúng tôi là coi là tin tưởng vào các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh nhà cũng như là Quốc hội khóa 14. Về thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các đại biểu trong đoàn đã tham gia 125 ý kiến trực tiếp tại các phiên họp thảo luận ở tổ và ở hội trường, 32 ý kiến bằng văn bản. Mỗi phát biểu của đại biểu Quốc hội trên diễn đàn đều xuất phát từ đời sống thường nhật, từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân và vì lợi ích quốc gia, dân tộc để ban thảo và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân, khẳng định vai trò, vị thế của đoàn đại biểu Quốc hội, tăng cường niềm tin của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội trong tỉnh, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp trên 600 lượt công dân, tiếp nhận 382 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trong tỉnh và một số địa phương trong cả nước. Những đơn thư đã được đoàn chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Cũng nhiệm kỳ qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 đã phối hợp hiệu quả với Thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức tiếp xúc với cử tri tại 170 điểm với trên 22.800 lượt cử tri của 125 xã, phường, thị trấn, các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, tổng hợp trên 840 kiến nghị. Trong nhiệm kỳ, công tác tiếp xúc cử tri đã được đổi mới, cải tiến cả về hình thức và nội dung, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cử tri, tạo điều kiện cho cử tri tham gia vào quá trình quản lý nhà nước thông qua việc trực tiếp đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Quốc hội và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Góp phần củng cố niềm tin của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của nhà nước, niềm tin vào người đại biểu do chính mình bầu chọn. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện cái quy chế phối hợp giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thì chúng tôi nhận thấy trong cái hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với cử tri trên địa bàn tỉnh thì có nhiều cái điểm đổi mới. Về cái hình thức thì các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều cái thời gian để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thay vì các cái hoạt động báo cáo chương trình kết quả của kỳ họp, cái nội dung thứ hai đó là nhiều các đại biểu Quốc hội với cái tinh thần dân chủ thẳng thắn đã trực tiếp giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri ngay tại các cái buổi tiếp xúc, tạo cái sự đồng thuận cao giữa cử tri và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, nâng cao được cái vai trò trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Các thành viên trong đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Quốc hội với nghị viện các nước như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Cộng hòa Séc, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn chủ động trong công tác phối hợp và giữ mối liên hệ công tác chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, nhằm đảm bảo cao nhất hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi giúp các vị đại biểu Quốc hội địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật. Kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cũng không khỏi băn khoăn trước cử tri về một số vấn đề chưa thực sự được như mong muốn. Tuy đạt được nhiều thành tích quan trọng, song đối chiếu với yêu cầu thực tiễn, từng đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh cũng tự nhận thấy rằng còn nội dung này, ở một số lĩnh vực của đời sống xã hội vẫn chưa đạt được như mong muốn và kỳ vọng của cử tri trong tỉnh. Là một tỉnh tự cân đối ngân sách từ năm 2017, song nguồn thu vẫn còn hạn chế và nhiều khoản thu vẫn còn chưa vững chắc. Có công trình giao thông quan trọng của tỉnh cần thiết phải đầu tư xây dựng ngay
song nguồn lực còn hạn chế. Một số công trình phục vụ cho an sinh xã hội, văn hóa, thể thao để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân chưa có điều kiện đầu tư xây dựng tốt hơn. Cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn còn gặp phải những vướng mắc trong cái quá trình triển khai trong thực tiễn. Dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng tới cái nguồn thu cũng như đời sống của một bộ phận người dân. Thực trạng đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên, trong đó có các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14. Và tôi thì cũng rất là tin là đoàn đại biểu Quốc hội tới đây là khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ cùng với đảng bộ, nhân dân trong tỉnh và cử tri trong tỉnh để quyết tâm cao, đồng sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, phát huy nội lực để đạt được mục tiêu như nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Có thể khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng, hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ khóa 14 đã có sự đổi mới với nhiều nét khởi sắc, tạo dấu ấn với cử tri, được dư luận xã hội đánh giá cao. Các đại biểu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, để năm 2017, tỉnh Hưng Yên là một trong 16 tỉnh, thành phố trong cả nước tự cân đối thu chi và có điều tiết một phần ngân sách về Trung ương. Năm 2020 là một trong 3 tỉnh, thành phố hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả này đang tạo thế và lực để tỉnh Hưng Yên bứt tốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong cả nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.